ở đây đó, hoặc là tạm như 3 tháng khỏe rồi, 3 tháng là ngon rồi. Thánh hội, thánh hội học 3 tháng, cái thằng bé kia học 2 tháng xong, thằng đó là khoảng 6 tuổi, nó bị thiếu tỷ ngắt cái nó chín mầm, từ lúc mà nó đẻ ra tới lúc mà tới đây là người toàn là cái mầm không có tan, bệnh thiếu tỷ nó vậy. Rồi bắt đầu thì nói cái kỹ thuật. Anh ngồi lên đấy. Cái đầu tiên là mình coi coi nó đang bị cái khu nào. Bây giờ ta đưa cái hình cho coi nè. Bây giờ mình có cái hình mình thì biết cái bệnh nó nằm ở khu nào. Là hôm nay có những cái động tác nè, cái cột sống này nè, thấy không, cái cột sống hôm nay mà có cái cột sống của bé hồi nãy mình nó đây là cái mặt chúng ta nhìn nè, mặt người đó ha, thì chỗ này nó đang bị khúc này, khúc này có thể người ta dày nó leo nó dày nè, nó hơi chỗ này giống như mấy cái đốt này nó phình lên chỗ này, còn chỗ này bình thường. Bây giờ cái chỗ này là giờ còn đứng sát tường đi, đứng bình thường sát tường là biết liền, đứng bình thường, đứng ịnh cái lưng như tường á, đứng 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 xếp ra chút xíu, rồi đó, đứng vậy, đứng xếp ra này, còn đứng bình thường, đứng được đừng có dựa tường, đứng ngó bình thường, còn cái cổ này ha, nó không có sát tường, nè, còn có chưa cái này người ta là đứng dậy á là cái vai nó đụng vô cái lưng, còn nó là cái cục nó đụng đụng vô cái cục khúc giữa nó đụng vô cái lưng chứ không phải là hai cái vai. Thường thường ta đứng là cái mông đụng đây, cái vai đụng, cái đầu đụng, nhưng mà nó hiện nay là cái khúc giữa nó đụng, cái đực nó kề cái kia nó tức là nên nếu mà nó nằm thẳng xuống đất á, nó nằm thẳng xuống đất về á thì nó bị cộm á, thành ra nó kề cái gối cao hơn người ta chắc chắn. Một ha, sờ ra đây, ra đây có cái bằng chứng này, con đứng này, con đứng quay qua thầy, đứng hướng này, quay qua đây giống y con bé kia, thấy cái hình dạng đó, đỡ đứng này đó, đứng con bước rộng rồi coi đó, để thấy cái bằng chứng nó dày không, người ta dày chứ nè, nghe phải đứng dày chứ, nó phải đều dày ha, con nói vậy nghe thấy không, nó hơi mở cái càng nè, nếu mở càng thì mình tưởng tượng là nó giống như nó đang khiêng gì nặng á, thành ra nó phải gù đó, đúng không, anh giờ mày ăn mày vác bao gạo thế vậy á, mà nó đứng thường giống như đang vác gạo là cái chân nó mới banh ra, cái hiện tượng nó banh ra, bây giờ sao nó khéo vô vậy, thì cái này nó thẳng lại mà phải tự nhiên, làm sao cho cái chân nó làm sao nó đứng, con đứng rồi cái thân đứng như nó thẳng là hết rồi đó, là ở trên nó thẳng, còn giờ nó đứng giờ là ở trên nó gù, cũng như mình bưng đồ thôi, giờ tao phát đồ tao phải banh cái chân ra tao mới đứng, chứ ai đứng vậy thì nó phải bứng vậy, tức là giờ nó đang khùng lên vậy. Thì có động tác nó bẻ ngửa, động tác bẻ ngửa sẽ có động tác bây giờ nó đang đứng dậy phải không, bây giờ bắt con để cái mũi chân vô trong đó, đó đứng lên chân vậy, kéo cái mũi chân vô trong nữa, rồi thấy nó thẳng rồi đó, sao nó thẳng rồi đó, thấy đứng cá rồi không đó, tức là giờ là về nó đi là nó đi khép mũi là động tác thứ nhất, thông tin mình đứng lên mình sẽ thấy, mình đứng lên thì thái lên mình để hai cái mũi mình chụp vô trong anh, chỗ này thấy không, nó cái chỗ này nó hõm vô, nó tự động nó kéo vô, đó đó, thì bây giờ nó về nó đi cái vòng tròn ở nhà mà nó đi phải khép cái mũi vô vậy á, tức là tất cả các bước đi nó con bé này bắt nó khép mũi cứ đi bình thường đấy, con đi cứ thì thế thì nó vô cái bước này, bước nó bước tới đây thì vậy, đưa cái mũi vô trong đó là đi khép mũi vậy thôi, tắt thứ nhất nó đi mũi vậy đó, đi tất cả các loại vòng tròn loại một, mình đứng mình cũng thấy này, mà để vô thấy tự nhiên chỗ này nó hụt vô liền, mày đứng này đứng lâu ấy, chỗ này nó kéo vô á,
đó là cái nghĩa đó. Thấy không, nói sau lưng. Thấy không, chỉ đi thôi đó mà nó rút rồi đó, mà rút lâu ngày á tự động nó sẽ như vậy này, nó quen rồi. Mà đi hoài giờ mình đi trong cứ một ngày mà cho đi đi làm sao cho đủ sức đó thôi, khoảng chừng 30 phút cứ đi, đi mấy cái vòng á, đá vô quen được nữa. Lúc nó tập thì đá vô, còn thường cái lúc đi thường không để ý nữa, nhớ nghe, tức là nó tập thì nó phải thép, lát hồi nó đi thì con cứ tự nhiên. Thì tập chừng tháng sau là bắt đầu mày để ý, khi nó đứng mà tự nhiên nó dậy là nó là ở trong, ở ngoài sau nó hụt ra trước rồi đó. Nó khỏi cần nói vậy đó. Nó tự động. Đó là cái loại một, tức là cách đi. Cách đi của nó là đi hai. Thì nó chỉ bình thường thôi, lúc tập thì mới đi vậy thôi. Khi nó quen lại tự động nó trở lại. Lúc tập ví dụ giờ nó tập thì mới đi nha, thấy không? Thấy không? Thấy thì kỳ không? Đó vậy nè, một nè, cái mũi nó khép vô. Khép vô. Giờ con đi theo, con đi theo. Nè con đi theo thầy đi nè, con đi vậy ha. Bước chân cái chân con, cái mũi con hơi quẹo trong ở đó vậy. Đó, quẹo vô, cứ quẹo vô. Quẹo vô. Đó, hai cái mũi cái xếp nè, nó cái hình chéo chéo vô nó kêu là nó chéo vậy chứ không có thẳng vậy nữa. Con hơi đưa cái mũi chưa trong. Tức là cái ngón cái nó nằm theo cái đường vòng tròn. Nè, cái ngón cái nằm vòng tròn. Cái ngón cái nằm vòng tròn, cứ đi ngón cái vòng tròn đi vậy đó. Cái ngón đó cứ đi cứ đi hoài. Đi mà nếu mà nó tròn, con cứ đi theo là sao? Ừ. Cái mũi này, đó đúng là đó. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đi vậy đó. Còn khi đang đi đó cứ đi tiếp đi. Đó lúc trở đầu thầy chỉ cho cái trở đầu. Đi tới đây. Alo anh nè. Đó. Cứ đi vậy đó, cứ đi vậy, đi đó cứ từ từ vậy. Đó cứ đi vậy để ha. Khi tới đây con mới chặn cái chân lại vậy. Đó, đi tới đây, đi tới đây. Cứ đi vậy, cứ tiếp tập đi vậy đó. Rồi tới đây tới đó, để ngang cái chân vậy rồi cái mặt đưa cái mũi chân vô trong này, con đá ra còn đi ngược rồi đi tiếp đó, tức là đổi chiều, phải biết đổi chiều không thôi nó chóng mặt. Đi mà nữa cái này chân hai vòng thì tới khi đột khi đổi chiều nhớ người ta phải chận cái chân lại vậy, cái đưng này đá rồi được bước ra chứ không thôi thì họ chóng mặt. Đó là vòng lớn phải đổi chiều đó, đi cứ đi bình thường đó. Đó. Mà để ý rồi coi cái có nó hộp nó trước rồi. Chúng con đi hết. Nó không có vậy nữa. Nó thấy vậy rồi thấy không? Nó tự động. Nó phải có cách, thấy không? Nè. Nửa nó đi nhiều lần rồi nữa cái lắc lộ nó đi cái này chừng khi chừng 2 tuần sau thấy nó đi lại thấy nó hộp là đỡ được một cái. Là cái động tác thứ nhất. Một cách. Tức là đi bình thường thôi, không có nói gì hết. Tức là mình bây giờ mình không có dạy, tức là dạy nó đi lại thôi. Nhưng nó quen rồi thì nó dày vô. Nó quen rồi nữa. Tại vì khi mình làm vậy là nó cái hông nó bẹt vô vô nghe này. Rồi cái vai nó tự động nó banh. Quen rồi nữa nó sửa tướng, tức là sửa tướng đi. Bài này gọi là sửa cái tướng đi. Ờ đó đó, thấy không? Nó bẹt ra tại sao kỳ vậy? Tự nhiên nó bị. Cái này là lỗi lúc mà hồi nó còn mới biết đi á. Nó đi sai cha mẹ không để ý, không sửa cái mũi chân nó trước, rồi con nó mới đầu nó bò đứng lên nó cục chân nó đi cứ để vậy thành nó bị, bây giờ sửa lại hết thôi. Đó là loại một, nó đi vậy đó. Được. Nhớ không? Đó. Rồi một, đó là một bài nha, đi cho bài thứ hai. Bài thứ hai con đứng dậy, con đứng cái mũi cũng chút vô trong. Nè, cái tay con để vậy nè, con xòe lên vậy nè, con để vậy đó, ngửa ra rồi để xuống như vậy thôi. Một cái đó lại để cho nó banh cái ngực nè, kéo lên nè, con để vậy nha. Cái này phải dựng đứng lên chứ, con xoắn cổ tay nè, đó ra ngoài nè, xoắn rồi thả xuống. Tập cái đó chừng cứ dạy hoài. 1, 2, 3, 4. Cứ đứng sáng 12 cái mũi chân cục chưa trồng. Nè thấy cái mũi chân không? Đó đây có 1. Cứ buổi sáng đó là động tác thứ hai. Coi như tập thể dục buổi sáng. Đó. Rồi.
Bài thứ hai xong nha. Bây giờ cái bài này gọi là tám thức, nó gọi là bát đoạn cẩm, chữa cuộc sống, là hai cái động tác để cho nó sửa sửa từ từ. Rồi bây giờ đó, bây giờ cái bài thứ hai là đứng dậy, đứng cái chân ha, con đứng. Bây giờ con sửa nó song song. Hai cái bài kia là cứ tập đều đều hàng ngày ha. Cái bài này bài số 3 là hai cái chân đứng vậy, con hơi cong cong cái gối xuống vậy, cái tay con để ra vậy nè, con ngửa cổ lại vừa vừa thôi đó, xong con để vô trong, hai tay con kéo vô nè, bóp cái tay thầy vô, tức là con ôm cái tay thầy vô, ôm mạnh vô, nó làm gì nè, đó, ôm mạnh vô, rung gối xuống đó, kéo mạnh vô. Rồi xong, rồi cái đẩy ra, gòn thôi đẩy ra, rồi ôm vô, nó vậy thôi đó, có nguyên tắc là vậy thôi. Nè, nó giống như là tưởng tượng nha, nó ở đây có hai dây thun, tôi kéo nó vô, rồi cái hai dây thun quăng nó ra, đó giống vậy đó, rồi nè đẩy ra, mày phải lấy tay, lúc người nhà phải có người dịnh hay đây, con hất cái tay thầy ra, đó, cái đứng giữ vậy đó, rồi thả, rồi bóp vô, đó bóp vô, ngửa ra bóp vô, rồi cứ vậy, rồi đẩy ra. Cái này là thức thứ tư của bát đoạn cẩm, tức là cái tưởng tượng thằng hẹp quyên nó bước gì xích, rồi bung xích ra vậy thôi, tức là đang lạc tập cái đó cho nó khổ như trong á. Thì ở nhà có thể mình chế hai sợi dây, lấy hai cái dây thun, lấy dây thun mà ràng đồ móc vô cái lan can bên này, nắm và kéo ra cái vòi, giống như tập tạ mà không phải là mạnh, miễn sao nó có cái gì để nó kéo đi vô đó. Khi cái dây là kéo vô, rồi một loại dây là kéo ra, tức là nó kéo ra, cái này là kéo vô phải không, rồi cái loại ở trong là đẩy ra, tức là anh phải ép vô cái loại để bung ra, thì nếu không thì phải có người dịnh á. Hiểu ý không, tức là nó phải có cái động tác cứ dây là kéo vô, cái loại là kéo vô, rồi cái loại là có cái thằng nó chịu đây về đây ra, giống như có hai cái thanh mà nó có lò xo tôi banh cửa tôi vui vô á. Đó là bài thứ ba, cứ vậy tập thôi, tập trung cái đó là ba bài đó. Nhớ con giờ con muốn nhớ cái động tác đi, xong chỉ một động tác nữa, banh ra nè, con đứng ngang, hơi cộng cái gối xuống, rồi đẩy xô tay cài ra đó, một đây không tướng ngon ra không, rồi thả vô, rồi cái thả lỏng vô trong, rồi đẩy ra xô ra, một thả lỏng vô lại, đẩy ra, hai thả lỏng, có phải người phụ vậy, ba đẩy ra, đó thả lỏng, ba đẩy ra nữa, đó rồi nó đã. Đó là loại thứ hai, là để tay bóp vô, một ra hai, đó cứ đập vậy thôi, ba đó. Động tác cái này là gọi là động tác thứ tư của bát đoạn cẩm, loại bốn. Đây bốn bát đoạn cẩm. Rồi cái bài thứ coi cái loại bài nữa là bài này là kéo thẳng cuộc sống, là con đứng sát cho tường. Giờ cái tay lên, xoay lên vậy, rồi nhón chân lên, rồi cái mày lấy tay mày giữ vậy, rồi con thả chân xuống đi, thả chân tập thử cho thầy giữ rồi đó, cái lại vậy đó, thả cứ thả vậy đứng hồi, rồi thả chân xuống, thả tay ra, rồi mình tới là làm để mày hiểu, đó mày hiểu động tác rồi đứng ra để cho hiểu, giờ mày đứng là để về hiểu tại sao cuộc sống đứng này ha, đứng dậy bằng chân phải sửa nó đứng song song rồi cái về tay giơ lên chống nhó đi, rồi nhón lên, nhón cao lên, nhón lên, rồi tay giữ này. Rồi mày thả cái gót cái tự do đó thẳng không, cái nó thẳng ra không, thấy không, giữ cho nó vậy hồi khoảng chừng cho nó thở chừng sáu hơi cho nó đứng yên, thả tay ra vậy thôi đó. Và nó bắt đầu cẩm một làm cuộc sống nó thẳng, rất đơn giản. Nếu mà không có người thì mẹ về nhà phải kiếm cái một cái giống như một cái cây cây móc lên vậy, nó đu vậy, thả xuống rồi
nó khò nó giãn ra, hạ gót xuống, bung xuống, dần dần ha. Nó mà để đây á, mà nó đẩy gót xuống là hết rồi. Nó đạm cái gót xuống luôn. Và cột sống nó giãn ra 10 phân con nhỏ nó sẽ mau cao lắm, nó cao cao dữ nữa. Tại khi nữa nó nè, mới đầu mà để người mới tập á, là nó cứ nhón vậy thôi, còn lâu rồi coi cái gót tao nè. Nếu mà tao bình thường cái gót tao giặt đụng đất luôn, cái tay tao không cục cửa thấy không? Thì nó phải tập vậy. Giờ con tập lại, con nhón lên. Dân hai tay lên. Sao vậy đó? Giờ tưởng tượng đây có cái cọc. Con nhón lên đi, rồi giữ rồi thả tự nhiên thả đi. Đó, khi nào cái gót nó chạm đất được là nó ngon thẳng rồi. Cứ vậy thôi. Thì mới đầu á, ví dụ mình làm cái ở nhà mình có cái thấp dày, mới đầu cao nhất cao vừa, xong rồi mai lên từ từ, lên từ từ từ, tới khi nào mà nó lên cỡ này nè mà nó ép xuống mình đụng là thôi hết rồi. Giống như là cho nó giãn ra thì bắt đầu thắng hay lắm, tự nhiên nó vậy, cơ thể nó giống như là so này đó. Ờ, nữa nó sẽ tập, mà con nhỏ nó tập xong nó mọc cao nữa. Tại cái cột, cái mình tưởng tượng cái cột sống nó đang đã nhón lên dày rồi, mà cái tay đã dày, mà cái gót nó đè xuống tới dưới thì nó cái cột sống nó giãn ra mấy phân, giãn mấy phân thì mới đau. Nó cứ tập hoài nó dồn dồn lần, nó dồn dồn, dồn đều, bắt đầu ra cái thẳng lưng là cái đó, là bài đó là bắt động cẩm một, nhớ bốn cái tên thôi. Nó đơn giản vậy thôi đó. Bây giờ về tập nhiều lần thôi. Mình tự mình thấy không, rõ ràng nó giãn cái cuộc sống ra, nó thẳng ra. Con nít thì không có cái bài thì vậy thôi đó. Hôm nay làm xong thì sau tới tiếp anh thấy mấy cái động tác thôi, về nó cứ dậy sáng nó tà tà, ôn lại có thuộc không, cái bước đi một bước đi nó cứ đi vậy đó. Nó đi xấu vậy nhưng mà lúc bình thường nó không đi được, không đi kiểu đó nha, tập thôi nha, nó thành phản xạ. Nó quen rồi, bắt đầu nó không mở ra nữa. Mình thấy là lúc là hồi trước nó đi kiểu vậy nè, nếu mà bệnh của nó sẽ thấy nó đi nè. Nếu ta làm to mà thấy còn nó hơi nhỏ nhỏ, nhưng mà thật ra nếu to thấy đi nè. Thì nó cong cái lưng rồi, tức là mày đang bắt nặng rồi nè. Bắt nặng phải cong cái lưng chứ. Còn giờ nó thẳng lại thì nó thẳng lại thế này nè, thế họ hổm vô kìa. Thẳng rồi đó. Mà nó đi tự nhiên nó thẳng. Đúng rồi. Thấy không? Thấy đi hồi nó thẳng luôn á. Mà đi lâu nó thẳng luôn. Mà khi nó thẳng cái này á, tại cái khu đó là khu gì, nó thẳng cái đó là cái bao tử nó yếu, thì con nhỏ nó ốm, ăn không có được nhiều, nó không lấy chất bổ được. Cái khu đó là cái khu của, trong sách nó gọi là khu của, cái này, phải coi cái tài liệu, nó là cái khu của bao tử. Thành ra khi nó đi vậy á, bao tử không làm việc tốt, thành ra ốm nhắc. Bắt đầu bao tử làm việc, nó ăn nó mập lại là xong, thành ra nó cao mà nó ốm, mà nó không cách nào mập được. Không mập đây không phải là mập ú, tức là nó là vừa, tức là cân xứng con người á, nó không đủ, tại vì cái bao tử nó không hoạt động. Nó đi đó, nó đi vậy đó, mình thấy cái tay nó hùng cùm không? Đó, rồi lát cái động tác kia là động tác kia, tức là kéo vai ra, kéo vai vô, kéo vai ra, kéo vai vô. Nó kêu là ướng ngực á. Ướng ngực thì cái chỗ đó nó lõm như trước, lõm là trước về thì cái khí nó chạy xuống bao tử được, nên nó hõm vô về cái khí trên này nó. Cái bao tử là cái khí trên ngực nó xuống cái bụng, nó vô cái bao tử. Còn nếu nó vô vậy, nó vô mẹ, nó ra sau lưng, nó không có chạy xuống cái bao tử. Tức là cái bao tử người ta đây nè, dày mới khỏe, còn dày sao cái máu nó chạy xuống đây nè, dày máu nó xuống, nó cứ về nó xuống về nó xuống, mà nó không có tự động được. Nó làm như nó tại hồi bé nó đi vậy rồi, nó cứ đi cùng cùng, giờ nó phải đi vậy, mà đi vậy thì kỳ quá. Nó đáng nhẽ phải tự nhiên, đúng là phải đi vậy nè đó, mà đi vậy thì nó hư tướng sao lại có cái cách, cái tự động nó cần. Bây giờ khi mình tập thì mình tập đi vậy, còn đến khi ra nó đi chơi đi bình thường thôi. Cứ ngày cứ nửa tiếng 45 phút cứ tập xong rồi thả ra, đừng để ý gì hết á. Rồi dần dần mà sẽ thấy là dần thấy nó đi thẳng tướng, đầu tiên thấy cái tướng thẳng chưa, tức là đi thấy cái chỗ có u nó không có lòi ra cái đã, miễn sao nó không có lòi ra cái đã,
nó đi cái tướng gì mà không có loại ra nè, mà cái đi số lần dần dần nó sẽ cân lại, tại vì nó sửa thay đổi từ từ trong cấu trúc, chứ bây giờ làm cái bụp liền là cái hệ thống tiêu hóa nó không 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 chạy được, nó ép áp đặt quá. Bây giờ tập cái này chừng hôm nay là thứ sáu tới thứ mấy qua nữa để coi thuộc chưa. Nó cũng series bài giống mày nó nhiều lắm. Ừ, nó có cái bài cuộc sống, nó có cái bài là 32 thức. Bài đầu là 8 thức, 32 là 40 thức. Cứ vơ vơ vào ai hết. Có trình tự. Còn nó là con nít là không có ép gì á, như trò chơi vậy thôi. Nhưng mình nó không thích đâu. Người biểu nó đi vậy nó đi được á, rồi cái tay nó cứ làm vậy nó thì được. Còn giờ chỉ bạn nay cái kia lý thuyết lý luận nó không cần biết, giảng nó chỉ người lớn hiểu thôi. Giống như thấy không, cái giải nãy tao nói là cái thức mà nó móc lên cái tường lên cái cây rồi nó đu cho giảng ra thì mình hiểu vậy, còn nó không cần biết, nó cứ đu vậy thôi, chứ mà giải thích nó cũng chả vô não đâu, thấy không? Cái động tác vậy khi nó tức là nó treo cái tự treo lên cái móc đó, nhưng mà phải cái gót phải ráng đụng đất. Khi nó mà cứ treo từ từ khoảng 6 hơi thở xong nó thả gót, nó bung hai tay xuống. Ờ, thứ nhì là sẵn rồi nè. Đó. Ngửa ra, ngửa cổ ra. Đó, nó hay gục cái cổ. Đúng rồi. Đó, giờ phải bắt cho nó ngửa cổ. Ngửa ra, nó sợ té. Đúng rồi. Nó cho sợ té, nhưng mà làm tại hồi lúc nó hồi nó đi không ai dịnh, thành nó không dám ưỡn ra. Hồi đó có người lớn dịnh á thì nó không ưỡn, bây giờ nó cứ lúc nào tâm lý nó cứ sợ té. Thì luôn ở tập này thì mình muốn chắc ăn sau lưng nó có người đứng đỡ chứ, rất càng ngửa là sao càng tốt. Cũng dù bây giờ thấy không? Giờ là con ngửa nữa đi, coi đó, đây rồi, có mình dịnh nó làm được, không có nó không dám làm, nó bị cái tâm lý. Tới đây thôi à, nó sợ té lắm. Mà lúc nó cong gối nữa chết cha, nó phải có người. Giờ là thầy chịu cho con thì con nó ngửa ra được, ngửa cái này đó phải có người dịnh, còn một mình không dám, thành ra anh cứ không khom vậy. Tại vì phải có người nâng, còn không thôi vì sao mày có một cái sợi dây cho nó chịu đây nè, cho nó ngửa ra, nó nằm lên sợi dây đó luôn thì được, hoặc là lấy một cái tấm vải dài khoan qua cái bọc ngang cái ngực nó vậy, cột trên tường cho nó ngửa ra để nó giữ miếng vải đó, vậy đó. Phải có miếng vải, lấy cái miếng vải mình thọt ra nè, miếng vải dài vậy nè, mình thọt vô cái nách đó, bọc vô cái lưng đó cho nó ưỡn ra, thấy không? Nó không dám mà thấy nó sợ cái tâm lý nó tới đây thôi à. Ngửa nữa nó không dám, nó sợ rớt cái chân nó bẹt vậy, nó té nè, giày nó không có té, thành ra nếu đứng dậy thì nó ngửa ra được, mà nó bẹt chân nó té liền. Đó là cái động tác. Rồi còn nhớ sơ động tác treo nữa, rồi động tác kéo đồ banh ra kéo vô, tưởng tượng đẩy cái này ra rồi thả xô ra, thả đó, cứ tập vậy. Chị sau tới chữa cái con mắt, chị chữa con mắt banh ra. Rồi cái này bóp vô, khi bóp vô phải dùng cái gối xuống, đúng không? Vậy nè, bóp vô, bóp vô, bóp vô, còn bung ra cũng hất ra. Phải tưởng tượng hai cái đầu tay nó có cái lực đẩy ra, chứ không phải nó múa không. Nó động tác nó vậy. Rồi. Ôm lát hồi thịt để test lại có cái tướng cái đường kinh nào nó yếu mạnh. Rồi còn động tác nào nữa không? Còn nhớ bài nào nữa không? Treo tới treo thử coi. Tập treo. Đó, bọc cái tay lên, dính ịn ra vô tường đó, rồi cứ ráng đè cái gót xuống, cái tay trên không có được sụt xuống, giữ ở trên nó hoài, ráng từ từ. Đó. Đó, từ từ xuống. Vậy đó. Cái chuyện nhất đức cái sự này. Rồi con rớ rồi cái con chiếu dịnh định cái tay vô đó vô tường, đừng cho nó rớt, rồi cái ráng để từ từ xuống tới đầu hai tới đó. Mới đầu nó thì nó đừng cao quá, vừa vừa thôi để nó ép xuống được.
thì bữa đầu này mặc dễ lắm, là tự nó phải ịn cái tay vô này, ịn cái tay vô nó nhớ rồi nó để ép xuống, rồi mỗi ngày mỗi cao dần đó. Rồi khi nó, lúc là phải thở đều, xong có đứng im cái thở từ từ xuống để máu nó chạy đều xuống đó, cái vậy thôi. Bây giờ lắc coi, để coi mấy cái thao tác, để coi cái mấy cái đường kinh nó yếu, đường kinh nào để kiểm tra. Bây giờ kiểm tra các cái khí trong các đường kinh. Cho nên chỉ coi đường kinh. Bây giờ con đứng vậy à, giống như cái bài của Thái Thú Kinh mà đứng, con đứng một chân dằn thử có nổi không, thấy không, yếu rồi thấy không, kéo nữa à, thận cũng yếu rồi. Nó phải thẳng băng thì về nhà đó, là mỗi ngày nó khi nó đứng lên vậy, thấy không, nghe nè, nó méo một bên nó méo vậy nè, nè cái bên này, nè bên này cái mỏng, bên này nó thẳng, thấy không, mình nó phải dày mới được này, cái ngực nó thẳng không, thấy không, rồi đổi chân bên kia cũng vậy đó, không có được, nó phải đứng vậy được là xong. Thì mình hiểu nó phải thẳng, tức là mới đầu có thể nó bắt nó dựng hai cái thanh sắt vậy, còn cái chân sau nó gác lên một cái cột giống như này nè, về bắt nó tập đó, rồi nửa dở đấy, miễn sao cái lưng nó thẳng này. Cái này gọi là kinh, cái kinh mạch của nó là cái kinh bên trái bên phải không cân nào, con đứng con nằm ngang sẽ đấy, con đứng cú xuống rồi con đứng đúng con đứng một chân đúng cho bác coi nè, thấy không, bây giờ nó phải dày chứ, rồi cái này nó thẳng lên thì nó mới thẳng nè, nó kìa không nằm được, bây giờ nó phải dày nè, thì lúc nó phải có cái gì chịu cho cái chân cạnh nó sợ, nếu cái chân này thẳng thì cái chỗ này thẳng, con đinh giờ rồi lấy mày giữ cái chân cho nó đi, con dặn hai tay đó giờ cái chân mày nắm cái chân này giữ cho nó, giữ nó duỗi thẳng ra. Vậy nghe không, cái mông được đó sửa lại đó, nó sợ, nó sợ thành ra phải có cái gì chịu cho nè, tức là nó chịu vậy nó thẳng được liền này. Còn cái tay mình nó sợ lúc đó vậy, bắt nó chống vậy đó, nó thẳng hai tay chống để vậy, để cái bằng chân lên đó rồi chống hai tay xuống để sửa cái tướng lại, để cho đó nghe không. Nhưng mà cái nó chưa cái thấp quá, tức là bị lỡ mà diễn sao cho nó bằng, hiểu ý rồi là xong, thấy không, nó rõ ràng nó có khung, tức là nó thẳng vậy người ta, cái mông của mình đó thấy rồi ha. Thì cái giờ cứ tập để như này, giống như nó vậy, nó đứng vậy mà sửa cho nó thẳng, nằm trong mặt phẳng, thành ra về nhà đúng là cái cây cột cái này, cột cho nó thẳng, ảnh nó không có lật qua lật lại được, tức là nó không cân, tức là cái niveau nó mất rồi, bên cao bên thấp rồi, nó dặn nghe cúi xuống nó cứ dặn nghe nó bằng thì sửa lại. Còn từ giờ con đứng cầm cái ghế này coi, con cứng cầm cái ghế này coi, bây giờ chân này nhìn hai cái tay vô cái ghế thì dở cái chân này coi, thẳng thẳng cái lưng ra không, rồi giơ cái chân cúi thẳng lại nè, không được thấy không, rồi để lại cúi xuống lại đó nè, bây giờ phải cột đứng yên, tức là để cái hông rồi cúi xuống đi đó, giữ cái hông vậy, đứng không cần cái chân rồi đứng vậy, rồi cúi cái đầu xuống đó, rồi cúi xuống nữa, rồi cúi xuống nữa, giúp thẳng hai cái tay ra đây nè, vô đây thôi, cái này phải động tác nè, con ảnh cái tay vô tường đó, tập đi rồi đó, giờ mới được tập vậy đó, nó mới thẳng rồi nè, rồi ở trên này của mình kiếm đồ mình để lên này, để cho nó đó, để nè, rồi để đi chống vậy đó, thấp xuống nữa đó, cứ vậy hoài nè, cho hai cái này thẳng nè, thấy không, ảnh cứ dày nè, sửa lại, tức là khi ảnh xô đồ nó để méo một bên á, nó xô mạnh là hư cuộc sống á, lên đó vì là đó phải sửa liền, nó cứ đi bài đi hình số 8 là nó thẳng lại liền, số 8 là cái hình này, mình cho cái cây nó đỉnh
để nó đi hình số 8 này không? Nó đi nó hơi mèo. Mà cái này đưa cho bóp còn sống nó cũng là bị phải đi nó mới hết. Bây giờ đưa cho tay y nó kéo lại, nó ràng lại cũng không hết đâu. Tại vì cái tướng nó sai rồi. Thì nó cả đời vĩnh viễn, bây giờ có sửa đi lấy sắt kéo vô là nó đi không được luôn. Mà nếu mà đưa mới tụi đắc còn sống thì nó bẻ lại vậy á, nó khỏi nó bại nữa. Tại cái tướng xô cũng giờ phải xô và xô nó mới đều. Rồi cái muốn cái này thẳng thì cái từ từ mình mỗi ngày mình chỉnh từ từ nó đẩy nó thẳng, tức là không cần đẩy tứ lần, làm cho nó thẳng cái lưng, làm cái lưng là cái bàn để đồ ăn, để cái ly nước không có đổ mà nó méo, thấy không, thì phải uống cho nó thẳng lại vậy, xô nó xuống vậy đó, tập cho nó quen có cái khung đó, giữ vậy để đồ đứng vậy để khoảng chừng mấy phút rồi đứng lên vậy đó. Đứng phải đứng lên thì con phải đứng lên nhìn đó, cho nó thẳng đó, dần dần nó thẳng đó, là lại thêm động tác theo nó lòi theo nó méo, theo thì muốn nó hết méo thì đi cái hình số 8 nha. Cái số 8 là hình số 4 rồi, không có hình số 8 rồi. Đây nè, hình cái này là nó đi cái đó nó thẳng lại. Con bé nó cũng bị đó thì nó đi dài thôi, này thấy không nè, nó bẻ thấy không nè, con đi theo cái bước đó, 1 2 3 đó, thấy không, mất cân bằng, thấy không, nó méo đó, làm sao đi mình nó không có mất cân bằng đó, cứ đi vậy thôi. Rồi nó mới học bài thái cực nó sửa xương, thái cực lấy sơ đồ mà chỉ nó theo cái bài của mày chỉ á, tức là trong 3 tháng nó học mấy bài đó, cứ từ từ đó. Mà muốn cái này thành công thì phải đi thái cực nó mới thành, đi cái này được. Cái này là test coi cuộc sống còn hết hay chưa, thì cái bài kia mình có tập, bài kia mình cũng vô mình chỉ nó dài luôn đó, là cái chỗ này nó bẻ cuộc sống nè, thấy không, đó thức đó. Thì khi đi cái này mà nó loạn quạng là quạng, nó mất thăng bằng, nã té lên té xuống đó, đi vậy đó. Nhưng mà để cái lưng nó vẫn khùng khùng thì giờ múa bài thái cực nữa là cái lưng nó thẳng, thì mỗi ngày mình dạy một thức một đi, múa cho nó về dạy bài thức thái cực một, cái chân mày có rồi mày chỉ nó được, tức là vô mày bắt đứng như thế nào, rồi dạy bước vậy, rồi nè bước vậy đó, là thấy cột sống nó xoắn nè, khi cái cột sống nó bị méo nó cứ gịch qua vô nó thẳng, không làm nhanh được đâu, mỗi ngày chút, tức là thế. Là bây giờ hôm nay á thì mình thống kê các bài tập nào là phải chuẩn bị cho nó đó, viết hôm nay để tới để biết sơ sơ đó, tình trạng nó vậy. Thì nhìn thấy rồi đó, khi mình vô cái thực tế hôm nay mình liệt kê các bạn này cho nó tập trước, giống như các bạn hôm nay là thuốc, như là thuốc uống này. Bài số 1 là các bạn sẽ gì mình viết ra, số 1 hồi nãy là bài gì, số 2, số 3, số 4, số 1 là đi khép chân, khép mũi, cái ghi gì đó. Bài thứ 2 là ưỡn ngực bằng cái xoắn tay đó. Rồi thứ ba là treo cuộc sống. Rồi thứ tư là banh và bóp đó. Rồi thứ năm là chống tường đó. Rồi thứ sáu là cái này để đi khép mũi là đi vòng tròn lớn này. Vậy đây là đi vòng số 8. Rồi số 7 nè. Số 8 thì chưa có. Cái này thì đi vòng lớn trước đi. Rồi thấy ngược cột đó là hôm nay là 7 bài về mình sẽ chỉ cho nó. Mà cái bài ghi rõ cái thái cực này nè, muốn mà cái đi vòng số 8, muốn mà đi cái khép mũi cho tốt, tức là đi mấy cái vòng bắt quái mấy cái vòng á. Cái này là vòng gọi là tép xương thôi chứ không phải là chữa xương. Test coi có thăng bằng không, test xương. Còn cái bài thái cực là nó chữa xương thì mày phải dạy bài số 1. Số 1 là nó cuộc sống nó đang đứng vậy, nó xoay qua 90 độ chỗ quen, mà bên trái bên phải luôn, múa nó vậy, bắt múa này xong múa này, múa vậy tới tuần sau coi nó bắt đầu, khi nó múa chừng
ba bốn ngày biểu đi vòng tròn thấy nó bằng hơn là bắt đầu nó sửa rồi. Vậy thôi, mỗi ngày chích chích nhích là con đang gần 7 bài rồi. Con nít nó nhiều thì hức mà nào chơi vậy đó. Rồi lâu lâu mình để ý coi lát hồi nó, hôm nay có tiến bộ hơn, nó chống từng hơi thẳng mà quản đầu được. Nó cứ làm dần dần nó hồi nó sửa hồi tại xưa nó còn mềm mau lắm. Con nít mà. Ví dụ đây 7 bài mà cái bài mà sửa xương là nhớ thái cực nha. Nhớ cái cột sống á, cái nguyên tắc chữa cột sống là thái cực là chữa. Còn mấy cái bài kia là kết quả đó. Mấy bài kia là kết quả phải dùng thái cực, tập thái cực, tức là về mình dạy thái cực một cho nó. Trong vòng một khi nó tập được 15 phút thì sáng bắt múa thái cực một. Cái bài này nè, cái chân nó bước ra cái quay bước một 1 2 3 về cái quay qua ngửa rồi vậy đó, mày chỉ bài đó cho nó, cho nó tập, cho tự tập được cái đã. Một thức một thôi. Tức là thức này nè. Tức là bài một còn chỉ bài này thôi nè, đứng dậy xuống một lên hai đó và đó, bài đó thôi. Múa thôi, múa chỗ đó suốt mà múa cái bên hướng này xong đổi hướng này hai chiều, tức là hồi nãy mình múa qua đây, bên này mình múa chỉ nó qua thì giờ nó qua này đó, để thấy cuộc sống nó bẻ qua với lại hai chiều đó, nó qua này chụp này qua đây chụp này qua đây, đó là bắt múa rồi. Múa suốt trong từ nay tới ngày kế, mà mỗi ngày múa đó khoảng 15 phút xong bắt đầu mấy cái bài kia thử coi nó đỡ chưa ra ra. Cái bài kia, cái bài này bài đầu tiên tuy là biết sau như bài là bài số 1. Ok. Xong nó mới test mấy cái này coi nó đi được không. Okay. Đó. Cái bài kia là bài này là bài thái cực rồi là chữa. Còn mày là test coi nó đi được đúng chưa. Vậy thôi. Đó xong. Xong rồi khi tập ra thì làm tập vậy. Nhưng mà khi đi đường tự nhiên không để ý tới nữa. Nó bài ngày hôm nay cái chương trình này có 7 bài. Nhưng mà nó nè, làm sao nó cứ thái cực nhiều một chút, thái cực nó chữa, tất cả sửa xương là thái cực hết. Thành ra từ hồi trước mình khi mình muốn thái cực xong mình đi vòng tròn mình vững lắm, không có té, mà thế nó bước, nó bước cái vòng số 8 nó muốn lộn mèo, nó bị bẻ, chạy cái đường nó lăn cong vậy, biểu bẻ vậy cái ảnh không còn ảnh phản xạ nó hất ngược lại cái té, mà đi nó mềm thì nó, cái thái cực thì nó khi nó đang đứng vậy xoay 90 độ nó bẻ qua này cái. Ủa em thì bé mà tức là cái chỗ nó bốn tới không lưu hồi nó chưa khó khăn mà. Thì nó coi nhớ mấy cái động tác rồi, cái động tác bung nè, phải có hai người dính ra. Không thôi mình chế cái hai dây thun cho nó kéo vô. Nhẹ nhẹ. Nè nè, tao chỉ mà cái tập mày đẩy ra phải có người dính đó. Thấy không? Nó banh ngực ra, còn vô trong mày bóp vô. Phải có người dính nè, đó, nó mới khép cái xương ngực được. Chứ không phải là tập chơi. Chúng nó đưa ra thì cái đây có lực không, để nó phải có người dịnh vậy thì nó mới chữa nó, còn không một mình nó tập không được vậy, thành nó có người phụ nè, con tập đi con, bác giữ cho cái này, nó đẩy ra mày đẩy khi nó ép vô hay dịnh cho nó, thành nó phải có người phụ, phải mẹ hay là ai thương nó phụ nó mới được giúp nó, chứ một mình nó không được, nó đâu có suy nghĩ được, bị tưởng tượng đẩy ra, người lớn là biết, còn nó cứ vậy không thì chết mẹ như không, khi nó đẩy ra phải có người dịnh, thấy nó có cái lực, khi nó lực cái đó thì chỗ đó nó thẳng hay sao á, nên nó không có người phụ thua, con nít là phải có người tức là có người mẹ, thằng con nó theo cái mẹ tập, dù tao để tay vô mày mới hiểu, thì nó phải có cái đó, thì có ai dịnh đâu, còn một mình nó thì không hiểu gì hết, tao biểu nó làm vậy nó hồi nó cũng làm không có lực thì thua luôn, còn cái lực trên này cũng vậy, ở đây nó tuột lên tuột xuống phải có người lớn hiểu thì nó mới dịnh cái tay cho nó rớt xuống, còn nó không dịnh thì mình giữ cái tay cho nó thả xuống, rồi cái phải khoảng chừng 6 hơi thở cho nó giãn ra rồi cái thả xuống được, thả tay phải có người phụ, còn một mình nó sợ hết được, thành nên con nít mấy người con nhỏ nhỏ về phải có người lớn, mà người lớn tập trung mới hết được chứ ai, cái môn khí công là tại vì cái môn khí công là tưởng tượng không à, mà tưởng tượng là gì, biểu kéo vô xa tay xa, tưởng tượng là sao mày thấy tay nó hiểu liền, để tay vô thấy nó có ép tay vô không? Là có, rồi con đẩy tay ra có, mỗi lần đẩy phải có đẩy ra, còn thôi tập không nó như vậy không thì chết cha,
chả bao giờ hết bệnh. Ờ có cái này thì thấy nó truyền ra, có biết nó truyền ra phía sau. Tôi giữ vậy luôn. Thả. Đấy đó, giữ vậy luôn, thả rồi ép vô giữ luôn, thả. Đủ lúc cái lầu bình bị hất hất là coi nó có đồ bung không, nó bung lại hết. Thấy có người lớn theo. Con nít là nó họ không có dùng tư tưởng mà tưởng tượng, cái khí công là cái tưởng tượng không à. Còn còn mình mà không có giao cho nó khoáng nó gõm giờ mày người gia đình thấy thằng con nít nào tao thua luôn á. Có mẹ nó mà có như động tác nó tập thì mình cũng phải tập để mình thấy cái cảm nhận nó vô chỗ nào, dù nó phải có thì mình phải, khi mình khi ta chỉ cho mày hiểu mình nó phải có vậy cho em phải làm sao cho nó giống mình, chứ mày đẩy ra thấy không, còn như mình nó không có là không hết, còn đẩy về rồi cái chỗ là đặt duỗi ra cho nó thẳng, khi mình duỗi ra mình thấy thẳng nó duỗi mình thẳng thì mình phải sửa làm sao cho nó thẳng, thì cái người lớn đi theo chứ mà con nít một mình nó tới đây thì thua, nhiều người nó bận nó thấy con như mình không là tao thua luôn á, nó thôi khỏi chữa, hồi trước con bà rồi thấy 6 tháng không hết vậy, bác phải vô tập, thì mẹ nó bỏ con ăn việc làm phụ tập cho nó tiếng luôn, thì 6 tháng hết liền, thành ra nhiều người đó họ đơn giản lắm. Nói thầy giỏi mà giao khoán ngồi chết mẹ luôn. Vì sao rút kinh nghiệm hồi đó tao cũng không biết, tao cũng vẫn dạy con cứ là nếu không có mẹ tao cũng chỉ con bé vậy. Lát về mày thấy vậy mày đâu có biết gì. Rồi nữa nó không hết cái qua chửi mẹ sao tập gì qua không hết. Vì sao cái mình mới nói là nó về nó có tập không? Ở đây có tập về nó không tập. Nó quẹt quẹt thằng cái nó ngủ luôn. Còn mình khi là mẹ tới thì mẹ nó, tao tập mày tập, tao tập nửa tiếng mày tập nửa tiếng. Là mẹ nó phải tập theo nó. Tức là mình không có bệnh hết, bệnh con sóc, nhưng phải tập chung với nó nửa tiếng. Chứ khoảng nó biết gì, giống như con nít mà nó ngồi đập đồ, vì cô giáo, nhưng có cô giáo sao nó làm. Nó không có ý chí, không có gì, con nít là nó vô tâm lắm nè. Ông biểu, dạ chết mẹ, tập dễ thôi chứ đâu. Nè, vừa vô vừa ra. Nên lên được sao hồi như thế sao thấy, còn khi một cái người lớn tập họ hiểu ở trong đó vậy thì mình làm sao nó có giống mình, thì về cái bởi hôm nay tôi nói nếu mà không có mình đi theo cái người khác theo tao cũng mệt rồi lăn lo giờ cái con đưa một cái cô nào tới không biết mẹ ngồi cứ ngó tao chỉ không rồi về là thua luôn á, thua luôn. Học vậy là mất tiền rồi mang tiếng nữa. Còn như mày tập rồi mày hiểu, hiểu. Mày có ý muốn nghiên cứu khí công, còn cái cô mà dụ giờ nó có người chị hay đứa em đi theo ngó xong rồi tao thua luôn á. Tao đang lo mấy hôm nay ai quá, mày qua tao mừng. Nếu thằng khác qua tao chết á. Thằng không thích khí công là chết nữa. Nó ngồi khơ nó ngó xong về hết thế giờ chưa về. Thua luôn. Bởi vì mày đi là hên, tao tưởng hôm nay mày bận mày không có đi á. Sợ nó giờ như chỗ chị con chợ gió cái vợ mày đi cũng ngồi ngó luôn chết tao luôn á, cho lẽ tao chỉ với bả rồi bả đâu có hiểu cái gì, còn mày tập mấy tháng mày hiểu hơi được không, mày hiểu cái rơ nó vậy hết thì không về mới áp dụng con bé này được, còn không thôi hả ngồi đây chờ thầy chút dạy xong chưa nó được về nhúc mày đi theo mày phụ người ta, nhưng mà nói người khác không có được, ngại lắm. Cái luôn nói tôi sao thầy cũng vậy, bắt tôi phụ nó bớt tiền đi chứ, nó nói vậy mẹ mình á, cái chuyện đó là rất là khó nói lắm, tại vì nó không có hiểu cái động tác nó làm sao để nó thẳng vô ra, khi mình làm ủa đúng rồi nó hay làm cho nó hụt vô, cái đẩy nó hụt vô, đẩy vô nữa phình ra, hụt vô phình ra, phình vô rồi ra, rồi cái này treo uống cũng là thấy nó cái chỗ cong này nó thẳng ra, mình tự cảm nhận cái chỗ, tức là mình đóng vai người bệnh, mình tập giống như nó, mình tưởng tượng mình khung vậy, ủa sao động tác này nó cứ bắt nghe là được, rồi khi cúi xuống sao nó cứ nghiêng vậy, nó phải dài thì lúc đó mày thấy là lúc nó nghiêng vậy thì nó phải đưa cái mông này lên chứ không đưa cái bên kia, thì nó phải có cái cây chịu ở đây để không cho cái mông nó xệ xuống, thì mày hiểu mày có cái gì bị giữ không cho nó nhích lên vậy thì lấy ép lại đây, thì trong não mày hiểu cách mày về mày làm chứ ở đây về nhà tao ba phải nó cúi xuống nó cứ cái hồng nó cứ nhanh nhè, giờ phải có cái gì giữ nha, rồi mới cúi xuống nãy nó tao phải dịnh vô cho mày cúi xuống nó thẳng, thấy không, còn không á ẩn nè, nó cúi xuống là nó ẩn qua, bây giờ vậy là phải tập cúi trước rồi mới
nhón một chân, tập cuối xong đó đã thành công rồi, bắt đầu mới dương chân. Còn dương chân liền vậy, giờ cuối xuống thẳng chưa, một thẳng, hai thẳng, ba thẳng, rồi nữa giơ chân lại thẳng luôn. Mà thẳng chân này nó thử cuộc sống thẳng, tại nó nặng nó trì xuống nha, kéo thẳng cuộc sống nè. Vẹo, đi sửa vẹo, khi nó chữa được xong muốn thấy cực để nó sức ly tâm nó kéo thẳng vô, xong nó đi vòng vòng số 8, hiểu logic nó sửa, phải có cái logic mà hiểu, suy nghĩ ra, chứ không phải tập cho có 10 bài vô vơ gì hết, không có. Thấy chỉnh đi cúi xuống, bây giờ nó hay lệch cái hông thì phải cúi thẳng trước, hai cái hông bằng nhau đó nè, thì tập nó hoài xong rồi bắt đầu giơ chân lên nó thẳng là sao, là cái động tác để nó làm được rồi. Rồi nó đi mình cái cúi xuống nó méo vậy, giờ cúi xuống bây giờ nó thẳng cái mông là thấy như vậy rồi, mà nó hơi dịch vậy, thấy không? Thì nữa mình lấy hai cái sợi dây hay là hai cái bức tường nó cúi ở đó là nó thẳng cuộc sống liền, anh cúi xuống cái khe vậy đó. Thì ở nhà phải ở đây phải có cái một cái bức vách gì ở đây, mình lấy cái bàn rồi để xuống là cho nó cú xuống vậy, thì đó thì mình hiểu nó làm mới được. Chứ ông thầy sao ở nhà tao có thấy gì đâu tao biết, nếu ở đây là nếu mà nó ở đây ăn uống làm luôn thì tao giúp được, về nhà sao tao giúp được, mà hiểu rồi thì mày hiểu mày làm được liền, còn không thôi không bao giờ hết đâu. Mình hiểu khi cúi xuống nó vậy, thì giờ có hai cái một bên đẩy bên đẩy đấy, bên này mà đẩy cái mông qua cái kia là nó cúi xuống, mà bên này cái tay lúc nó cúi xuống cứ đừng ép mình nắm cuộc sống đẩy qua như vậy, thì mình chế lấy cái dây thun á, mình ràng cái mông mình cột ra đây, cái cúi xuống nó cứ kéo, hễ cúi xuống nó kéo mông thì mình chế dây thun kéo qua. Thế đó, khi hiểu rồi mình mới chế được, còn giờ khoáng cho nó là thua luôn, cái ai phụ kéo cái mông nó qua, mà ai cả ngày 20 phút cứ ngồi kéo mông thì lấy dây thun. Thế mới hiểu ra vậy, chứ không thôi làm sao hết. Bây giờ có mình thì nó sửa, không có mình thì nó lại dình ra là phải có dây thun. Thì giờ mình làm sao mình nghĩ cái cách nào là khi không có mình nó cũng kéo cái mông nó qua, thì mình kiếm cái dây thun thì mới được. Còn lúc mày bị bận thì thua, hôm đó khỏi tập, thẳng luôn. Có người lớn nữa mới được, bởi vì nít biết gì, nó không có hiểu cái luôn, nó không hiểu cái khoa học là chỉnh sửa làm sao. Còn mình có mình để cúi xuống thẳng, cúi xuống thẳng mà cái mông, cái còng khoan sữa là cúi cái thẳng cái hai cái mông đó nè. Rồi lần thứ hai là khi cúi xuống có cái dây thun kéo cái mông này, phải để cái cuộc sống nó dày qua, thì cúi xuống thẳng nữa, thả ra thẳng luôn hết, là nó chữa được cái dẹo sống luôn. Và khi dẹo vậy nó sẽ, nó có dây thun nó kéo thì không có dây thun nó dinh lại thì bắt đi hình số 8 thì nó bị sức ly tâm, giống như cái gì cái dây thun mà dài thì mày quay vậy. Nó tròn lại liền, đi vòng tròn, nó bị sức ly tâm nó búng ra, là cái cuộc sống nó giống quay vậy, nó phun ra tròn lại là thẳng. Cái nguyên tắc đi hình số 8 là giống như mình cái dây mà hình chữ F này quay vậy, thì mấy cái chỗ cong cái bo nó tròn lại, thì cái cuộc sống nó y vậy thôi. Cuộc sống là ba cái vòng tròn, mà cái cổ nó ướn ra, cái bụng nó ổm vô, cái bụng ngửa là nó ba cái vòng tròn nó nối nhau. Cầm gì mày quay đi, quay tròn, nó tròn lại liền. Còn sửa là không có được đâu, sửa là nó thụt vô lại. Còn ly tâm nó cần là nó bị chằng hai đầu, nó kéo lên. Khi ly tâm hai cái đầu này, hai cái đầu vòng tròn nó kéo cái thẳng cuộc sống này, chứ đâu phải là thọt vô, mày ấn vô còn mấy cái khúc kia đâu, mấy thằng kia phụ kéo vô luôn chứ nè, kéo này về thì nó mới thụt cái đầu này vô. Mà cái đó là chỉ có ly tâm thôi, nó đi vòng tròn này, cái cục xương nó về, nó văng ra. Bởi vì đi hình số 8 là nó văng ra, còn cái thái cực là nó bắt bẻ bên trái, tức là cái gì, bẻ qua để qua mềm mắt đi, cái hình số 8 nó văng đều. Cái trong thái cực là bẻ, cho nó chạy, nó bẻ mạnh nó đau, nó đang bị méo à, thì thái cực nó làm dần dần nó mềm ra, trong đi số 8 nó sửa vô lại. Để đó phải hiểu cái logic nha, thái cực để làm cho nó mềm khớp ra, rồi đi vô cái hình khuôn, đi vô cái khuôn á, để nó chỉnh vô cái khuôn trở lại nguyên bản. Mà cái khuôn nó, khi nó vô cái khuôn nó bị sức ly tâm, nó đẩy cái xương, tại vì nó đẩy nguyên 3, 5, 6 loại xương nó ra. Còn cái thằng chỉnh cuộc sống kéo có một cái đố nó không, còn mấy thằng kia đâu, con này cả lũ nó bung ra, cả lũ nó kéo vô.
Tức là một cuộc sống phải liên quan hết tất cả cuộc sống khác, chứ không phải chữa chỗ đó không. Tức là cuộc sống số 3 bị thì ở hai đầu phải căng ra vậy, nó mới thụt vô chứ. Nó có những cái địa điểm nó níu mà hai thằng bị kéo ra mới vô. Chứ mày xô nó vô nó bung ra lại à. Thì cứ tập vào dần dần khi mà nó mạnh lên nó săn lại. Hồi trước nó phình ra, giờ nó săn lại vậy nó là hết. Trong dưới nó, cái độ đàn hồi nó mạnh, nó xiết hai đầu, tức là hai cái đầu cuộc sống kéo lại. Mười mấy cái cuộc sống nó níu thẳng lại. Còn mình chỉnh này còn chỗ kia đâu, còn mấy kia nó bị méo hết luôn. Thì nó méo cái chục cái khác là xong sữa. Nó nào thấy không? Cái cuộc sống dày chẳng hạn. Nè, bây giờ nó ví dụ nó đang dày. Nè, mình đẩy này vô thôi hả? Còn mấy thằng này đâu? Hai thằng này đâu? Mình đẩy thằng này vô thì nó dày hả? Đâu có được. Nó phải chặn hai đầu nha nè. Kéo ra gì nó mới vô như nè. Đó. Thì nó dính tới cả lũ này luôn, chứ không phải một mình nó. Mà cái ở ngoài đó, tay in đó, nó sửa, nó đẩy này thôi không á. Thì nó cuối cùng nó niền hết cái cuộc sống mà toàn là bù lon không nha. Nó xiết vô, thì chết cái cuộc sống là được, hư có một cái là phá hết cả mười mấy cái đốt sống luôn, thì chết. Còn mình bây giờ tao cứ giật cái đầu vậy, từ từ đó. Đó. Mà giật nhà là từng đốt bị ảnh hưởng hết, có phải một thằng đó không, tập hết cả mười mấy cái đốt xong. Chứ không phải tập cái đốt mà lồi không thôi. Nhưng mà giật. Lúc này là ly tâm nè, lúc thì lật qua bên này, lúc thì lật con này, lật con này rồi cái rồi lắc khỏi cái sức ly tâm nó bung nè, tròn lại liền hết. Thì mới đầu cục cái dịch cái thái cực quyền á, là nó làm nó bẻ qua bẻ lại, giống như cây nó bẻ qua vậy xong đi thì số 8 nó lật qua nó vậy, hồi nó tròn hết kìa. Mà đi số 8 tức là nó, trong này nó lúc ly tâm vậy, đi ngược chiều nó cũng ly tâm nha, tức là lúc nó đẩy bên này, lúc nó đẩy bên này, đi tám nha. Hồi nó tròn hết liền, tức là nó bung đều bốn góc, thì cái chỗ này đáng vậy. Đó bung hoài thì cái chỗ này lồi ra bên này. Nè, nếu mà cuộc sống này bị lồi nè, thì bên này sẽ dày. Nhưng mình tập nên nó hụt vô dày, bên này nó hụt vô dày, nửa hai thằng dày dần dần nó thành dày. Nó teo lại liền. Đó là cái cách giữa. Phải hiểu cái logic là thôi xong rồi. Thì khi mình hiểu về mình phụ nó, mình về mình chế ra hoặc là người nào phụ á, nó phải có, nó thành ra cực thêm á. Con nít của mình mệt lắm, phải có người phụ. Bởi vì cái bà đó ba học bắt mẹ nó học luôn, không lấy tiền mẹ nó, chứ đúng là chỉ bà chỉ con bà nữa. Con mày biết là dễ nha, giờ tao hỏi thấy cái quyền tao chỉ nó về tao phải chỉ nữa hả? Chỉ thêm một người mới nữa, nhưng con cứ đứa ai đi theo phụ thì chỉ thấy cái quyền lại trời ơi chắc chết. Hai người chỉ mày xong mình còn đứa nó mày chỉ này nó nữa, trời chắc chết luôn. Còn mày biết đỡ. Bữa nào có bài mà không cần mày, cái bài khi mà của ông học rồi á thì tôi khỏi dạy. Chứ người khác đó tao phải dạy cái người đó chỉ lại nó đó. Mày chết á. Thành ra cực, cái người con thiếu nhi đi học cái công cực gấp hai lần người lớn. Tại vì dĩ một người lớn là chỉ một người trưởng nít nữa. Chứ không có dễ đâu. Thì cái bà mẹ nó hồi đó, cái mẹ nó đó, là ta chỉ mẹ nó xong, rồi bà chỉ lại nó. Chứ không, nếu mà theo chương trình ta chỉ con bà thôi, sao bà chứ mà học như chi vậy? Bà phải học. Không phải học chết mẹ cái bài nó luyện cận thị cũng ngồi thật luôn, luyện xương cũng đọc luôn, tập cũng chết luôn, mới đọc gần 3 tháng gần chết luôn. Bà có bệnh mẹ gì đâu mà phải tập đúng một tiếng xong thả bà về. Thì cuối cùng đó là bà về dạy con bà, thì tại bà hiểu nó mới hết được. Còn đâu giao bây giờ tao nói, nếu mà mở clip của mình nói với tao là tao thua cái con bé đó đó, tao dị mẹ nó không à. Bà đưa cái hình con bà xong, giờ chị làm vậy, mình đứng dậy, ok, chậm đi. Thì thấy không hết gì hỏi tôi, hết rồi thôi. Rồi cuối cùng ít thấy nó hơn thấy bả. Bả tao ngó trên mạng thấy mình bả không. Tới lúc im luôn là xong rồi đó, là hết rồi con kia rồi. Chứ con kia làm sao mà nói chuyện với mình, nó biết gì nó nói chuyện. Cỡ bé này sao nói chuyện trao đổi mình, giờ con sao nói. Khó nói lắm, nó không có đủ trình độ, cái logic để nói chuyện. Phải có người lớn hiểu, bây giờ đưa tay là phải có lực. Lực nó gì?
còn chưa biết là cái gì, lực ảo nữa thôi. Lực ảo là cái gì? Chú nói gì con? Hết rồi.